Gà đây, chuẩn bị cho ăn lại nha. Gà rất xinh, rất khỏe, rất mạnh đấy mọi người. Đây, bật băng ấm rồi đây. Các con ăn no đi rồi ngủ nha. Cho mau lớn hả? Rồi nè. Coi nó như câu của mình nó mượn nè, phải thương nó mới nhanh lớn được. Chờ anh Quang nhé. Bên cạnh đó là có bóng ấm nè, bóng ấm là có con trùng nó vô là gà sẽ ăn hết mối rồi kiến cánh. Thì nhau đất gà này là gà lai chọi đầu sọc nha mọi người. Đất lanh gà đất đẹp, lớn này đất đẹp nha, đa số chân vào do là cha nòi vào chân vào nên là con mà chân vào. Nước uống cho các con và tối nay là máu cánh rất là nhiều, gà chắc là no, gà sẽ được một bữa rất là béo đây. Đấy, thấy gà ăn máu cánh này. Không ai tập cho nó ăn nhưng mà nó tự ăn rất là nhanh. Ăn máu cánh mà quay ăn ăn vọt luôn. Đây. Rất dễ thương nha mọi người. Thấy đẹp không? À, xuống ăn đi con. Nè. Xuống ăn đi. Ừ, ăn. Rất là dễ thương mọi người nha.
Gà trong 10 ngày tuổi thì không cần phải cho ăn món ăn của chiên cho gà, cho ăn như vậy là dễ ăn hơn. Chân gà rất là đẹp nha mọi người, gà rất là khỏe, rất là đẹp. Nuôi gà cũng có là một sự rất là vui nha mọi người. Nhậu về mà mệt mệt say say vô chơi với gà là tí là khỏe ngay. Và thực tế ra là con gà con cũng rất là vui. Thế này. Ăn no bắt đầu là uống nước mà đi ngủ. Mẹ Thảo lấy 500 gà về giữ con 100 gà mẹ Thảo nghe. Cái này là ấm tộm trong chuồng heo đây, còn mà số lượng nhiều là ấm khu vực riêng và có hệ thống báo riêng. Gà rất lanh, khi mà có tiếng lợ là tất cả đều ngóng lên. Sáng mai sẽ cho mọi người xem gà trưởng thành nha. Chuẩn bị cho mùng 5 tháng 5 có một số gà trưởng thành để cho phục vụ cho mọi người. Sáng mai phải sẽ dạy cho ăn rồi sẽ phát trực tiếp cho mọi người xem. Chào Mỹ Lệ nghe, mùng 5 tháng 5 có gà gà con nòi đầu sọc lớn rồi đó. Đang nuôi phục vụ cho ăn xong uống rồi ngủ nè. Nếu mà gà của mình là đẻ xuống mà nuôi bình thường như mọi người để cho mẹ dẫn tự do á, là gà mà nó lớn được như thế này á là khoảng tầm 15 ngày. 13 đến 15 ngày. Mà gà này là gà ngày về ngày thứ 6 và thứ 7 này. Chăm tuổi nhỏ là chăm hoàn toàn bằng bột. Và nếu xuyên xuyên thì cho ít rau vô nữa. Rau xanh. Và làm vắc xin đầy đủ. Làm vắc xin mang ngoại cho mọi người nha. Gà sẽ khỏe và tỷ lệ heo hụt rất là ít.
Cái này là nuôi theo hướng gà thả vườn nha mọi người, chứ còn theo hướng công nghiệp là khác. Sau một tháng tuổi là sẽ cho ra vườn và ăn ăn rau, ăn các côn trùng ở trên đồi. Ngủ à, thấy ngủ tại ngon, rất là ngon nha mọi người. Ăn xong là xếp họ ngủ. Và hiện tượng gà là đang ngủ xa bướm bóng ấm, tức là gà đang có nhiệt độ rất là ổn định, không không bị lạnh. Bóng này là mục đích là bác một bên là để cho những con nào cảm thấy thiếu hơi ấm thì sẽ lại bong ấm, còn khi mà nó đủ nhiệt độ ấm trong cơ thể là nó sẽ ra phía ngoài, cách xa cái bong ấm ra để cho nó ngủ. Còn khi khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng rồi đi là trời sẽ lạnh, thì lúc đó này sẽ tập trung lại bong ấm để ngủ cho đủ độ ấm. Như vậy là gà sẽ rất nhanh phát triển và sức đề kháng của gà sẽ tốt. Sớm nhà lũng rất là dễ thương nha. Rồi, xin chào mọi người, có gì comment phía dưới nha. Ai hỏi giống rồi thì cứ liên hệ. Bạn ở Quế Sơn, Quảng Ngãi rồi đâu chưa thấy vô xem để mà chọn gà nè. Này là le chọi đầu sọc, lúc nhỏ mới về ngày đầu là sẽ ba sọc. Gà này là khoảng trọng lượng của nó khoảng tầm là gọi là đây 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 đây, đây. Khoảng là mười mấy con một ký. Gà này rất thích đá nha mọi người, vì dòng dòng của nó là dòng cha của nó là gà nòa, gà chiên về đá, nên là gà này rất thích đá. Rồi chào mọi người, hỉ có chi là sáng mai sẽ qua cho mọi người xem gà trưởng thành của gà lai chọi đầu sọc này. Rồi chào mọi người nghe, chúc mọi người buổi tối ngon miệng và có một buổi tối rất là vui vẻ và giấc ngủ say nha. Sáng mai xem nha.